Và đặc biệt là trong tháng 6 và tháng 7 năm 2024, anh chị nào mà mua bất kỳ một loại đèn nào mà có hóa đơn trên 4 triệu đồng, trên 4 triệu anh chị nhé, trên 4 triệu đồng thì bên nhà em sẽ lập tức tặng ngay cho anh chị một chiếc đèn năng lượng mặt trời xách tay trị giá 690.000 của bên công ty em anh chị nhé. Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Thời gian gần đây thì có rất nhiều anh chị đã mua phải một bộ đèn năng lượng mặt trời chất lượng kém ở trên Facebook hoặc là trên các nền tảng mạng xã hội với mức giá rất là rẻ, mặc dù là đèn in công suất rất là cao. Và để cho anh chị hiểu rõ hơn về bộ đèn này thì ngày hôm nay thì em đã đặt mua một bộ đèn năng lượng mặt trời ở trên mạng xã hội là Facebook với giá là 500.000 anh chị nhé, 500.000. Thì bây giờ em sẽ đập hộp ra để cho anh chị xem. Trước hết đó là về phần quy cách đóng hàng của một sản phẩm giá rẻ thì là tấm pin và đèn đóng rời nhau anh chị nhé. Thì cái việc đóng gói như này nó sẽ cắt giảm được chi phí rất là nhiều. Và khi mà gửi đến tới khách hàng rất có dễ trường hợp là tấm pin bị vỡ này, hoặc là đèn nó gặp những trường hợp nó bị trồ chạm va đập, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng rất là nhiều. Đấy là phần quy cách đóng hàng nó rất là ọp ẹp anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ mở ra cho anh chị cùng xem. Bên trong thì nó vẫn bao gồm là một ốc vít này, một điều khiển này, và đây chính là cái thân đèn năng lượng mặt trời được giao bán với mức giá rất là rẻ anh chị nhé. Thì cái đèn năng lượng mặt trời này đang nhái cái thương hiệu của bên nhà em. Trên cái logo thương hiệu này cũng được in ở đây là Việt Nhật Solar đây nhé. Tên là Việt Nhật Solar nhưng mà cái logo thương hiệu nó khác. Logo thương hiệu đây anh chị nhìn này, đây là cái chữ C ở bên trong, nhưng mà cái logo thương hiệu của bên nhà em đây, logo thương hiệu là khác hoàn toàn. Như vậy là cái đơn vị này, chiếc đèn này đang được nhái tên Việt Nhật để nhằm đánh lừa lòng tin của khách hàng anh chị nhé. Đây, đây là đèn. Còn tấm pin thì sao? Em sẽ bóc tấm pin ra cho anh chị cùng xem nhé. Tấm pin bên trong này, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời của chiếc đèn năng lượng mặt trời in công suất ảo này. Đây, đấy thì anh chị hãy nhìn qua nhé. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời mà người ta đã sử dụng cái sơn màu đen này để đánh lừa cái mắt nhìn của người mua này. Thật ra là cái cell pin nó rất là ngắn, nó rất là ít anh chị nhé. Đây là một tấm pin năng lượng mặt trời gọi là chất lượng kém, chất lượng rất là kém luôn anh chị nhé. Sơn toàn bằng màu đen để đánh lừa tâm lý khách hàng này, rất là kém luôn anh chị nhá. Cầm lên nó rất là nhẹ này. Đấy, còn về phần đèn này em muốn chia sẻ nhiều hơn về đèn. Đây là một bộ đèn năng lượng mặt trời mà được in công suất ở đây lên đến là 3.000W này. Đấy, 3.000W anh chị nhé. Và đặc biệt là IP này in lên tận là 70. Đấy, thì đây là những cái mà đánh lừa tâm lý khách hàng, tức là in cái thông số này cao hơn để khách hàng người ta ham rẻ mà. Đấy, 500.000 mà được mua bộ đèn này, rất là rẻ đúng không? Ai ai cũng muốn mua bộ đèn này. Nhưng mà sau khi mua về rồi, sử dụng rồi thì mới biết là chất lượng của nó kém như thế nào. Tiếp theo em sẽ cho anh chị cùng xem phần pin bên trong nhé. Em mở luôn cho anh chị cùng xem này. Đấy, em mở thực tế để cho anh chị cùng kiểm tra phần pin bên trong của chiếc đèn đẻo này. Đấy, đây là chiếc đèn năng lượng mặt trời nhái logo thương hiệu của công ty Việt Nhật Solar chúng em này. Đã có rất là nhiều khách hàng mua phải cái đèn này rồi nhá. Về họ kêu ca rất là nhiều, đèn chất lượng kém, rồi là pin nó chỉ sáng được một lúc là nó hết thôi. Đây, mặc dù là bên ngoài cũng được làm khá là giống nhau này. Đấy, cũng là kính cường lực này, rồi là gioăng cao su này. Đấy, những cái phần này nó rất là ọp ẹp này. Anh chị quan sát cho em này, nhìn nó rất là thô nhé. Đây, những cái thông số chỉ số nó rất là nhỏ này, rồi là các mối hàn được làm rất là kém nhé. Đây, rất là kém luôn anh chị ạ. Đây em mở luôn cho anh chị cùng xem bên trong của phần pin lưu trữ này. Đây, bây giờ em mở ra cho anh chị cùng xem nhé. Đây, cái khối pin nó rất là nhỏ như vậy. Tại vì sao mà đèn nó chỉ sáng được 1 đến 2 tiếng hoặc 3 tiếng? Thì như vậy là ở bên trong được đặt một cái khối pin nó rất là nhỏ. Trước đây thì họ lừa khách hàng bằng cách là đặt một vài cell pin tròn. Thế nhưng mà sau khi bị bóc phốt nhiều quá rồi họ chuyển sang là pin khối. Pin khối nhưng ở bên trong nó rỗng hoàn toàn luôn anh chị nhé. Chất lượng của cái loại này nó rất là kém này. Bộ đèn năng lượng mặt trời 500.000 này. Đấy, chất lượng rất là kém luôn anh chị nhé. Như vậy thì tiền nào thì của đấy anh chị ạ. Anh chị không nên nhìn vào cái số watt. Đấy, nếu mà anh chị nào mà nhìn vào cái số watt ấy, thì nghĩ rằng là trên cái bộ đèn năng lượng mặt trời này được in công suất là 3.000W. Ai cũng thích đúng không ạ? 3.000W thì nó sáng lắm. Nhưng thực chất ra thì cái đơn vị người ta bán hàng ấy, cái người bán hàng ấy, lái thương là người ta đánh lừa anh chị một cách quá tuyệt vời. Đây là một cái cách lừa đảo rất là chuyên nghiệp. Đó là in cái thông số này cao để mà bán ra ngoài thị trường bộ đèn năng lượng mặt trời chất lượng kém với mức giá rất là hậu hĩnh, chỉ 500.000, 599.000 hoặc là 1 triệu 2 chiếc đèn. Đấy, nên là anh chị hãy cân đối. Thì sau đây em sẽ đi vào và giới thiệu so sánh cái bộ đèn này với bộ đèn năng lượng mặt trời chính hãng của Việt Nhật, xem là nó khác nhau như thế nào anh chị nhé. Khi mà anh chị đặt hàng, mua hàng của bên công ty Việt Nhật Solar thì anh chị sẽ nhận được một hộp đèn năng lượng mặt trời được đóng gói quy cách rất chuẩn chỉ, rất đầy đủ và rất an toàn anh chị nhé. Bên ngoài hộp đèn thì đã có logo thương hiệu rồi, và cái logo thương hiệu của bên này em thì nó là một phía đằng sau đấy ạ, hình mặt trời và có chữ VN ở đằng trong, bên trong của mặt trời, có nghĩa là Việt Nhật Solar anh chị nhé. Và đây là logo thương hiệu độc quyền. Mở hộp đèn ra thì anh chị sẽ nhận được là một tấm pin năng lượng mặt trời, một thân đèn năng lượng mặt trời, điều khiển ốc vít, thanh giá đỡ của cái tấm pin năng lượng mặt trời, và đặc biệt sẽ có một phiếu bảo hành dài hạn lên đến 5 năm anh chị nhé. Bộ đèn pha 500W này thì được bên công ty em bảo hành là 5 năm. Vậy thì sau đây em sẽ đi vào và chia sẻ cũng như là so sánh chi tiết về bộ đèn năng lượng mặt trời in công suất ảo với công suất là 3000W, 3000W nhé. Bên em không bán bộ đèn này anh chị nhé, bên em không bán, mà em so sánh để cho anh chị hiểu được tại vì sao bộ đèn này giá nó lại rẻ như vậy mà cái công suất nó in rất là cao, đúng không ạ? 3000W. Đấy, so sánh với bộ đèn 500W chính hãng của thương hiệu Việt Nhật Solar. Thì trước hết đầu tiên em sẽ so sánh về đèn. Đèn của bên này em ấy, về phần thương hiệu logo Việt Nhật sẽ được in trực tiếp bên ngoài của mặt đèn anh chị nhé. Logo thương hiệu là Việt Nhật Solar. Và cái mặt này của nó là mặt kính cường lực nhé. Mặt kính cường lực nó rất là bền. Nếu như có những cái tác động tự nhiên, va đập chẳng hạn, hay là gió to mưa lớn, thì cái lớp mặt kính này nó sẽ rất là an toàn, nó không bị vỡ này, nó không làm cho nước bị ngấm vào bên trong này, côn trùng nhỏ cũng không chui được vào bên trong làm hỏng hóc bên trong anh chị ạ. Thì cái chỉ số chống nước của chiếc đèn này được bên này em làm, đó là chỉ số chống nước IP68. Thì nếu mà nói về chỉ số chống nước thì cái IP68 hiện tại là cao nhất rồi anh chị nhé. Vậy mà chiếc đèn này lại in công suất chỉ số chống nước nên là IP70. Đấy, đánh lừa tâm lý khách hàng rất là ghê gớm luôn. In là IP70, mặc dù nếu mà em hỏi cái người bán hàng ấy là IP70 nó là cái gì ấy, thì thậm chí là cái người bán người ta không biết đấy là cái gì anh chị nhá. Đấy, đây là một cái đòn lừa tâm lý thứ hai này, là in cái này cao lên là IP70. Đấy, thì bộ đèn năng lượng mặt trời của bên này em có cái chỉ số chống nước là IP68. Và đặc biệt bộ đèn pha năng lượng mặt trời này của bên này em được thiết kế là có thể tháo rời được mặt kính ra. Sau này nếu như mà phải sửa chữa, phải thay pin, phải kiểm tra hệ thống bên trong đều rất là dễ dàng, đơn giản, có thể làm được bằng cách là tháo những con ốc vít ở đằng sau ra là mình có thể kiểm tra được anh chị nhé. Mặt kính cường lực này, đấy, mặt kính cường lực. Thì bây giờ em sẽ đo cho anh chị cùng xem về kích thước của chiếc đèn này. Đây là đèn pha 500W anh chị nhé. Anh chị có thể hỏi bất kỳ đơn vị nào khác về cái thông số kỹ thuật để mình cùng đưa ra cái so sánh tốt nhất. Đây, bây giờ em đo này. Về chiều ngang, chiều dài của mặt đèn ở đây là 50cm anh chị nhá, 50cm này. Còn về phần chiều rộng của mặt đèn đạt được là 36cm anh chị nhá, to nhất trên thị trường. Em cam kết với anh chị là không một đơn vị nào làm chiếc đèn pha 500W to bằng đèn nhà em. Càng to nó sáng càng rộng anh chị ạ. Tiếp theo là đến phần hệ thống chip LED. Chip LED là phần quyết định về độ sáng, tức là đèn này nó có sáng tốt hay không thì nó sẽ dựa vào phần chip LED. Thì chip LED đối với đèn năng lượng mặt trời ở trên thị trường nó rất nhiều loại: 2835, 5730, 5054, 5050, 3030. Chip LED thì rất nhiều loại. Thì đối với chiếc đèn pha 500W này của bên này em được lắp đặt dòng LED là dòng LED 5730 SMD với độ sáng và tuổi thọ chiếu sáng rất là tốt, có thể chiếu sáng liên tục với thời gian là trên 50.000 giờ anh chị nhé, trên 50.000 giờ. Thì tổng số chip LED của chiếc đèn này là 1152 chip LED anh chị nhé. Cái công suất của chip LED này nó là 0,5W. Vậy thì khi mà đưa ra cái số liệu chính xác thì chiếc đèn này phải có tổng số lượng chip LED là trên 1000 chip LED, bởi vì công suất của nó là 500W anh chị nhá. Còn ở ngoài thị trường hiện nay ấy, cái đèn năng lượng mặt trời, đèn pha màu đen như này này, các đơn vị khác người ta in là 500W, in là 800W, in là 1000W. Vậy mà trên đèn năng lượng mặt trời người ta lắp đặt có 806 chip LED thôi, hoặc là ít hơn đấy, 780 chip LED hoặc là 825 chip LED. Đấy, như vậy nó là thiếu anh chị nhé. Vậy thì mình nên cân đối lại. Đèn của bên này em được lắp đặt là 1152 chip LED. Và chiếc đèn này có thể sáng được bao nhiêu mét vuông? Thì nếu mà anh chị sạc đầy, pin khỏe, nó có thể chiếu sáng rộng, diện tích là 500 mét vuông anh chị nhé, 500 mét vuông. Nó sẽ thích hợp khi mình lắp đặt ở nhà kho, nhà xưởng, trong nhà, bãi để xe, trang trại, khu chuồng chăn nuôi gia súc gia cầm, trang trại, đường đi, hội trường, hội nghị. Lắp ở đâu cũng được anh chị nhé. Đèn này là có thể lắp được cả trong và ngoài, bất kỳ vị trí nào đều lắp được hết anh chị nhé. Thì tiếp theo là đến dung lượng pin. Thì chiếc đèn này được lắp đặt là dung lượng pin là bao nhiêu? Đó là dung lượng pin lên đến là 75.000 mAh anh chị ạ. Ở trên thị trường hiện nay thì một số đèn năng lượng mặt trời họ vẫn còn sử dụng cái loại pin sắt 32650 với dung lượng pin mỗi quả là 6.000 mAh, cái loại pin ngắn này này. Nhưng sang đến bên nhà em ấy thì em lắp đặt cái dòng pin ở đây là pin 33140. Cái này thì anh chị có thể kiểm tra hoặc là tìm hiểu trên Google là sẽ biết về cái loại pin này, pin 33140 với tổng dung lượng của mỗi một quả pin là 15 Ah, tương xứng là 15.000 mAh anh chị nhé. Mà em đấu nối tiếp 5 quả pin thì nó sẽ có tổng dung lượng là 75.000 mAh. Em cam kết với anh chị là nếu như nó được sạc đầy, nó có thể chiếu sáng ít nhất nhé, ít nhất là trên 12 tiếng. Còn nếu mà hôm nào nắng tốt, nắng to, sạc đầy pin, nó có thể chiếu sáng 18, 20 tiếng, thậm chí là 24 tiếng anh chị nhé. Đây, bộ đèn pha 500W này rất lặng anh chị nhé. Thì tiếp theo là đến phần vỏ đèn. Thì cái phần vỏ đèn này là phần quyết định về cái tuổi thọ, tức là đèn này nó có bền được lâu hay không ấy, thì nó sẽ liên quan khá là nhiều về phần vỏ đèn. Bởi vì vỏ đèn là cái phần bao bọc ở bên ngoài để nó bảo vệ cho những cái chip LED, những cái viên pin ở bên trong. Thì chiếc đèn pha 500W này của bên nhà em ấy được thiết kế là vỏ nhôm đúc nguyên khối anh chị nhá. Đây, vỏ nhôm đúc nguyên khối đấy ạ. Vỏ nhôm đúc nguyên khối này nó rất là bền, nó có tính năng là tản nhiệt tốt. Khi mà chip LED nó phát sáng suốt đêm thì đèn nó nóng, đúng không ạ? Đèn nó nóng thì phải có một hệ thống lớp vỏ nhôm này để cho đèn nó mát hơn, nó không làm hư hại chip LED và nó không làm hư hại pin, nó không gây hao pin. Và nếu mà anh chị treo chiếc đèn này ở ngoài trời ấy, thì cái lớp vỏ nhôm này nó sẽ giúp cho cái quá trình là không ngại về vấn đề là mưa nắng thất thường, không bị giòn, không bị dễ vỡ anh chị nhá. Đấy, và nó không bị bay màu, bởi vì bên ngoài bên em đã được sơn một lớp sơn tĩnh điện rồi anh chị ạ. Nó rất là bền bỉ. Và khi mà anh chị nhận hàng, anh chị muốn kiểm tra xem đây là cái chất liệu vỏ nhôm hay là vỏ nhựa ấy, thứ nhất là mình có thể lấy dao mình cạo là mình biết ngay là vỏ nhôm hay vỏ nhựa, hoặc là mình lấy máy lửa mình đốt thì nó sẽ biết ngay là vỏ nhôm hay vỏ nhựa anh chị nhá. Nếu mà vỏ nhôm thì nó sẽ không bao giờ chảy được. Đấy, vỏ nhôm ấy rất là chắc chắn luôn anh chị nhá. Đấy, nên là mình lựa chọn, mình phải lựa chọn rất là nhiều chi tiết để làm sao có được một chiếc đèn năng lượng mặt trời chất lượng và chính hãng nhất. Rồi thì bây giờ đến phần pin lưu trữ. Bây giờ em sẽ mở cái lớp kính này ra nhá, để cho anh chị cùng xem là cái phần pin lưu trữ ở bên trong thì nó sẽ bao gồm những cái gì anh chị nhá. Nó sẽ bao gồm bao nhiêu viên pin, dung lượng có đúng như cam kết hay không. Đấy thì anh chị có thể quan sát nhé. Đây là bao gồm những cái con ốc này, những con ốc của chiếc đèn này và phần hệ thống bảo vệ mặt kính này. Đấy, em đã tháo xong ra rồi anh chị nhá, không còn phải đọc. Đấy, nó không giống như những cái đơn vị khác là người ta sử dụng keo dán và bên này em sử dụng là gioăng cao su này. Và bây giờ em sẽ nhấc cái lớp mặt kính này ra cho anh chị cùng xem. Đây, lớp mặt kính này độ dày của nó rất là dày anh chị nhá. Đấy, kính cường lực đấy ạ. Rồi. Đấy, tiếp theo là sang đến phần hệ thống gioăng cao su đây nhá. Đây là gioăng cao su dùng để kháng nước, kháng bụi bẩn, kháng côn trùng nhỏ có thể bay được vào bên trong, kháng nước rất là tốt. Và đây là hệ thống chóa đèn, em nhắc ra cho anh chị xem này. Đây là hệ thống chóa đèn này. Đấy, chóa rất là to anh chị nhá. Rồi bên trong đây đầu tiên là cho anh chị khám chip LED này. Đây là bảng LED 500W. Bảng LED 500W bao gồm là 1152 chip LED và dòng LED là 5730 anh chị nhá, 5730. Anh chị quan sát kỹ giúp em này. LED thì được xếp rất là thẳng hàng nhau kể cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Đấy, bên trong thì sẽ bao gồm là hệ thống vỏ nhôm này. Đấy, và được hàn keo, mọi thứ rất là chuẩn chỉ anh chị nhá. Và đây là cái hệ thống mà vạch báo pin này, đây là hệ thống vạch báo pin này. Các mối hàn được làm rất là chắc, rất là chuẩn chỉ, bởi vì đây toàn bộ đều là máy móc hiện đại nó làm hết anh chị nhá. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị cùng xem phần pin bên trong. Thì anh chị hãy quan sát giúp em nhá. Riêng về phần pin bên trong này thì đây là cái dòng pin năng lượng mặt trời có kích thước rất là dài anh chị nhá, có kích thước rất là dài này. Em sẽ đo cho anh chị cùng xem về chiều dài của pin này. Đấy, chiều dài của pin này nó rất là dài, một quả pin của nó dài được đến 14 cm này, 14 cm. Thì đây là cái dòng pin năng lượng mặt trời rất là phổ thông, có tên gọi là pin 32650 anh chị ạ. Nhưng sang đến cái hệ mới này thì em lắp đặt pin là pin 33140 này. Về kích thước nó đã gấp đôi so với pin này rồi anh chị nhá, cứ gấp đôi này. Thì anh chị quan sát giúp em 15 Ah và lắp ở đây là 5 quả này. Đây bên này là hai quả, bên này là 3 quả nhá, xếp hình tam giác này. Thì tổng dung lượng nó cho ra này là pin 3,2V 75.000 mAh anh chị nhá. Rất là chuẩn, rất là chính xác luôn. Và pin này là pin mới tháng 4 năm 2024. Đấy, không bao giờ bọn em bán hàng cũ đâu anh chị nhá, không dùng pin tái chế. Anh chị yên tâm, bên em làm cực kỳ công khai và chuẩn chỉnh cho anh chị cùng xem. Đấy, đây là toàn bộ hệ thống bên trong. Đấy, và khi mà anh chị kiểm tra rồi mọi thứ xong thì mình có thể lắp đặt lại rất là đơn giản thôi. Đấy, bao gồm là hệ thống mặt kính này. Đấy, lắp đặt xong thì mình sẽ đặt lại một cái tấm kính như thế này. Rất dễ sửa chữa cho sau này anh chị nhá. Thay pin rồi là kiểm tra mọi thứ rất đơn giản thôi. Đấy, và mình dùng cái khóa này mình khóa lại là xong. Bây giờ thì em sẽ đi vào so sánh về tấm pin năng lượng mặt trời. Đối với cả cái bộ đèn năng lượng mặt trời mà được in công suất là 3000W này thì nó sẽ đi kèm theo đó là một cái tấm pin năng lượng mặt trời như thế này. Đấy, cái nhà sản xuất đấy, cái người bán hàng người ta rất là thông minh, lừa một cách rất là thông minh. Đó là người ta sẽ sơn toàn bộ cái lớp màu này là màu đen để cho khách hàng người ta không nhìn thấy cái lớp phần hệ thống cell pin nó được ngắn dài như thế nào anh chị nhá. Đây, anh chị quan sát này, sơn một màu rất là đen. Đấy, lừa rất là khôn. Đấy, lừa khách hàng một cách rất là thông minh. Đấy, thì đây là một bộ đèn năng lượng mặt trời 3000W mà đi kèm theo một cái tấm pin năng lượng mặt trời có kích thước rất là nhỏ như thế này. Thì đây là một điều hoàn toàn vô lý anh chị nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ cho anh chị cùng xem về cái kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời bên nhà em này. Đấy, khi mà em cầm cái tấm pin lên thì hai cái tấm pin này nó khác nhau một trời một vực luôn anh chị nhá. Đấy, một trời một vực. Thì bây giờ em sẽ đặt vào này. Cái tấm pin năng lượng mặt trời này nó chỉ bằng 2/3, 1/3 so với tấm pin bên nhà em thôi. Đấy, đó là về phần kích thước. Còn về phần hệ thống cell pin này, đây thì anh chị hãy quan sát giúp em nhá. Về phần hệ thống cell pin đấy thì cái lớp cell pin mà khi đây bạn camera có thể quay sát vào đây này, thì hệ thống cái phần lớp cell pin này này, anh chị hãy quan sát giúp em nhé. Thì cái phần này nó rất là ngắn nhé. Đây, phần hệ thống cell pin này nó rất là ngắn này, nó rất là ngắn. Đây, nếu mà anh chị quan sát kỹ thì đây là cái lớp màu đen này. Cái lớp màu đen này nó không liên quan gì đến cái phần xạ cả, mà nó sẽ nằm ở phần giữa này này. Đấy, trong những cái cell pin này này thì nó thiết kế rất là ngắn. Chính vì vậy là nó đã lừa khách hàng một cách rất là chuyên nghiệp. Đó là sơn một lớp sơn màu đen vào đây. Đấy, rất là ngắn. Nhưng mà so sánh đến cái tấm pin năng lượng mặt trời bên này em thì cái cell pin được làm rất là dài nhá, coi như là gấp đôi này. Đấy, bên này là hai lớp cell pin nối lại còn không dài bằng bên này em này. Đấy, nên là cái tấm pin này nó sạc rất là chất lượng luôn anh chị nhá. Đấy, anh chị hãy để ý kỹ về cái cell pin này này. Đây là một tấm pin năng lượng mặt trời có công suất là 60W và tấm pin năng lượng mặt trời công suất thật luôn anh chị nhá, 60W. Thì phần kích thước em sẽ lấy và đo cho anh chị cùng xem về phần kích thước của tấm pin. Hiện tại nó đạt được về phần chiều dài là 67 cm anh chị nhá. 67 cm này thì khi mà nhận hàng là mình có quyền mình lấy thước mình đo như em này, đo như em này xem có đúng hay không này. 67 cm này. Còn về phần chiều rộng đạt được là 64 cm anh chị nhá. Đây, 64 cm này. Cái này thì khi nhận hàng mình có quyền kiểm tra, mình đo anh chị nhé. Chiều dài 67, chiều rộng 64, công suất là 60W. Đấy, tấm pin năng lượng mặt trời hệ mono này. Bên này em làm rất là rõ ràng, nó rất là chi tiết và nó rất là công khai minh bạch. Thì cái phần cell pin màu trắng này thì nó không liên quan gì đến phần hệ thống sạc, mà nó tập trung ở đây là phần cell pin màu đen mono này. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời mono anh chị nhé. Tấm pin năng lượng mặt trời mono ấy thì nó sẽ có cái hiệu năng sạc tốt hơn vào những cái hôm mà thời tiết nó âm u và không nắng, thì cái tấm pin mono này nó sẽ phát huy tác dụng sạc rất là nhanh, sạc rất là tốt anh chị nhá. Bên ngoài được làm khung nhôm này, trên mặt của nó là mặt kính cường lực này. Mặt kính cường lực này thoải mái luôn anh chị nhá. Anh chị muốn đập biết thế nào thoải mái, không bao giờ vỡ được, mưa đá cũng được, không bao giờ sợ. Đằng sau của nó sẽ bao gồm hệ thống dây này. Đấy, bao gồm hệ thống dây này. Đây là hệ thống dây nối dài 5 m của tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đằng sau được in rõ thông số này, công suất là 60W này, hiệu điện thế của nó là 6V này, cường độ dòng điện là 10A này anh chị nhá, rất đầy đủ luôn. Đấy, dây được làm sợi rất là to, dây nối dài 5 m. Cáp sạc độc quyền luôn, cáp sạc vuông không một đơn vị nào có anh chị nhá. Đấy, đây. Thì nếu mà trường hợp mà anh chị cái tấm pin đoạn dây nối dài 5 m này này mà nó không đủ ấy thì anh chị có thể liên hệ với bên nhà em để mua thêm đoạn dây nối dài với thiết kế 2 đầu rắc cắm sẵn. Về mình chỉ việc cắm là xong. Mình chỉ việc cắm kết nối, không cần phải cắt ra anh chị nhá. Cắt ra nó cái quá trình sạc nó sẽ kém đi rất là nhiều, mà mình sử dụng dây nối này cho em này. Vừa rồi em đã phân tích rất chi tiết để cho anh chị cùng hiểu về bộ đèn 500W này rồi. Vậy thì sắm một bộ đèn năng lượng mặt trời 500W chính hãng, bền bỉ, sáng tốt, được bảo hành 5 năm, hay là anh chị mua một bộ đèn năng lượng mặt trời 3000W với giá là khoảng dưới 1 triệu đồng, 599 hoặc 699 nghìn gì đó tùy vào đơn vị họ bán. Mua bộ đèn này thì xác định luôn là hỏng là vứt anh chị nhé. Dùng một vài tháng hỏng là vứt, không bao giờ có chuyện bảo hành. Em cam kết một điều là như vậy, không bao giờ người ta bảo hành cho anh chị bộ đèn này đâu ạ. Em cam kết là như vậy nhá. Đây là bộ đèn năng lượng mặt trời được bán rất nhiều trên Facebook anh chị ạ, rất nhiều, kể cả trên TikTok rất nhiều luôn. Đấy, vậy thì làm sao để mình có thể lựa chọn được một bộ đèn năng lượng mặt trời sáng, chất lượng, mình bỏ tiền ra nó phải xứng đáng với đồng tiền của mình. Mặc dù là đèn bên này em có thể là giá nó sẽ cao hơn những bộ đèn này, nhưng đổi lại chất lượng của nó cực kỳ tốt anh chị ạ, nó sáng tốt lắm. Mình treo ở sân vườn, mình treo ở đường đi, treo ở trong nhà, treo ở nhà kho, nhà xưởng, treo ở các khu vực công cộng, ví dụ như mình sắm cho đình chùa, mình sắm cho khu vực nhà văn hóa, mình sắm cho nhà máy, xí nghiệp, mình sắm cho kho xưởng này, hoặc là mình lắp đặt bất kỳ một vị trí nào để mình có thể chủ động trong cái việc là chiếu sáng, mình không lệ thuộc vào điện lưới, không lo chập cháy, không lo cháy nổ. Thì anh chị lên mua một bộ đèn năng lượng mặt trời chính hãng. Bộ đèn này nó rất là nặng anh chị nhá, nó rất là nặng, cân nặng của nó rất là nặng. Đơn giản là bên trong nó nhiều pin và chất liệu của nó bằng vỏ nhôm cao cấp anh chị nhá. Thật sự luôn là anh chị sử dụng bộ đèn này với tuổi thọ là trên 10 năm, trên 15 không bao giờ hỏng được anh chị nhá. Được bên này em bảo hành với thời gian là 5 năm rồi anh chị ạ. Đấy, thì anh chị nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của bên công ty em để có thể nhận được cái lời tư vấn tốt nhất để làm sao anh chị mua được một bộ đèn năng lượng mặt trời chính hãng. Anh chị đi ra ngoài ấy, anh chị hỏi bộ đèn 500W này nó vô vàn về các loại giá, 1 triệu cũng có, 1,2 triệu, 1,3 triệu cũng có anh chị ạ. Mà thậm chí là trên cái đèn 500W này họ in công suất rất là cao, đặc biệt là gần đây một số đơn vị người ta in công suất 800W này, bán có đâu 1,4 triệu, 1,5 triệu thôi. Đấy, như vậy là không đúng với cả thông số kỹ thuật. 800W mà trong khi đó có 825 chip LED, như vậy là sai. Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời ở bên trong, chiều dài chiều rộng của nó được 67 x 44,5 gì đấy, như vậy là không đúng anh chị nhé. Chắc chắn một điều đấy là in công suất ảo. Còn đèn bên này em làm về thông số cực kỳ cao, bởi vì là qua rất là nhiều năm bên này em bán đèn năng lượng mặt trời ấy, thì khách hàng người ta quan tâm nhất đó là về phần thời gian chiếu sáng và độ sáng của đèn. Chứ có những khách hàng người ta không quan trọng đến phần chênh lệch một vài trăm nghìn, bởi vì người ta đã mua phải những cái đèn đẻo rồi, nên là người ta biết là bỏ tiền ra thì mua một bộ đèn năng lượng mặt trời chính hãng mình dùng. Đặc biệt là đồ điện tử anh chị nhé. Đấy, anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp đến hotline bên em. Em sẽ tư vấn và báo giá cho anh chị. Và đặc biệt là trong tháng 6 và tháng 7 năm 2024, anh chị nào mà mua bất kỳ một loại đèn nào mà có hóa đơn trên 4 triệu đồng, trên 4 triệu anh chị nhé, trên 4 triệu đồng thì bên nhà em sẽ lập tức tặng ngay cho anh chị một chiếc đèn năng lượng mặt trời xách tay trị giá 690.000 của bên công ty em anh chị nhé. Đấy, anh chị nào mà mua hóa đơn trị giá là trên 4 triệu đồng thì bên em sẽ có quà tặng cho anh chị. Đấy, chương trình này nó chỉ chạy trong vòng 2 tháng thôi, tháng 6 và tháng 7. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy, cảm ơn anh chị đã theo dõi clip, và bây giờ em xin mời toàn thể quý anh chị cùng xem độ sáng thực tế của bộ đèn pha 500W này vào buổi tối để xem nó sáng tốt như thế nào anh chị nhé. Đấy, thì sau đây em sẽ thử ánh sáng của đèn pha 500W vào buổi tối để cho anh chị cùng xem. Đấy, thì hiện tại thì em đang treo bộ đèn này với chiều cao là 5 mét. Thì ở đây thì đang có ánh sáng của đèn, anh chị có thể thấy là độ sáng của đèn rất là tốt anh chị nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ tắt ánh sáng của đèn đi để cho anh chị cùng phân biệt giữa cái cảnh vật ở đây. Nếu như mà không có ánh sáng của đèn nó sẽ tối như nào anh chị nhá. Tắt đèn đi này. Đấy, thì như anh chị nhìn thấy ấy, cảnh vật xung quanh ở đây nó quá tối luôn anh chị nhá. Đấy, những trường hợp mà cắt điện luân phiên này hoặc là mất điện kéo dài ngày thì chắc chắn luôn là chúng ta sẽ không làm được việc gì dưới bóng tối như thế này. Và để có ánh sáng được từ nguồn năng lượng mặt trời thì sau đây em sẽ bật ánh sáng của bộ đèn pha năng lượng mặt trời công suất 500W, bản mới nhất, bản cao cấp nhất và bản xịn sò nhất ở trên thị trường của thương hiệu Việt Nhật Solar cho anh chị cùng xem này. Đấy, thì anh chị hãy cùng quan sát với em là về cái diện tích chiếu sáng của chiếc đèn này nó quá rộng và là quá tuyệt vời anh chị nhá. Kích thước đèn lớn, tăng cường chip LED, đem lại độ sáng quá tuyệt vời. Đấy, đèn này thì độc quyền của bên thương hiệu Việt Nhật Solar mới sản xuất ra, bản mới, tăng cường về độ sáng này, thời gian chiếu sáng và diện tích chiếu sáng anh chị nhé. Thì nếu như ở đây mà em đo được thì nó có thể rộng lớn đến từ 500 đến 700 mét vuông rất thoải mái, rất vô tư. Đây là những anh chị nào mà có nhà máy này, nhà xưởng, nhà kho mà cần những cái bộ đèn năng lượng mặt trời có độ sáng tốt thì anh chị hãy sở hữu ngay cho mình một bộ đèn năng lượng mặt trời công suất 500W. Cái bản này là bản cao cấp xịn sò nhất ở trên thị trường hiện nay anh chị nhá. Đèn chính hãng mang hiệu đi Việt Nhật Solar. Anh chị có thể quan sát ở đây độ sáng của đèn nó rất là gần anh chị nhá, rất là xa. Anh chị có thể nhìn thấy nó xa rất là sau em này. Đấy, rất là xa và bao quát rất là rộng anh chị nhá.